viên uống đông trùng hạ thảo HK2 Pocordyceps. Giới thiệu thuốc đông trùng hạ thảo HK2 của Nhật Bản. Từ xa xưa, các nhà lương y đã biết đến đông trùng hạ thảo DTHT và sử dụng chúng như một thần dược để chăm sóc sức khỏe và bồi bổ cơ thể. Cho đến nay, DTHT vẫn được xem như một loại thực phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp. Bởi trong DTHT có chứa các hoạt chất sinh học có thể điều chỉnh các phản ứng miễn dịch, ức chế sự phát triển của tế bào khối u, tăng cường năng lượng gan, hạ đường huyết. Hiện nay DTHT mọc tự nhiên rất đắt và khan hiếm, nhưng nhu cầu về DTHT lại ngày càng tăng. Đa phần chúng được nuôi trồng chủ yếu ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Thuốc đông trùng hạ thảo HK2 của Nhật Bản dạng viên chứa các giá trị dinh dưỡng từ đông trùng hạ thảo kết hợp cùng 15 loại dược liệu quý hiếm như bột chiết xuất nhân sâm Siberia, bột nhân sâm Mỹ, bột ngũ guna, bột maca, mang lại rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. HK2 Pocordyceps phù hợp với nam giới, người lớn tuổi, người bị suy nhược cơ thể, phụ nữ tiền mãn kinh, những người bệnh hoặc sức khỏe yếu, làm thuyên giảm bệnh tình và giúp họ nhanh phục hồi thể trạng một cách tốt nhất. Thương hiệu là gì? HK2 là thương hiệu trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Morima Morima Co. Ltd. có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản. Với phương châm luôn đặt sức khỏe và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, cùng mong muốn mở rộng toàn diện dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sự sáng tạo ở Nhật Bản, bảo vệ chính bạn, những người thân yêu của bạn, công ty của bạn và xã hội của bạn, đồng thời mang lại sự chữa lành và sự ấm áp với khả năng giống như một khu rừng. Đông trùng hạ thảo HK2 chứa thành phần gì? Chiết xuất con đông trùng hạ thảo nơi cấy tại Nhật Bản, chiết xuất men sản sinh axit lactic, có bản quyền Nhật Bản GP5918290, khoáng dolomite, men thực vật, bột mặc cả, bột đậu mèo, ngũ guna, bột há thú ô đỏ, chiết xuất nhân sâm Triều Tiên, chiết xuất nhân sâm Mỹ, men chứa selenium hữu cơ, chiết xuất hạt hẹ, chiết xuất kiến chúa, chiết xuất ba, chiết xuất rắn biển, chiết xuất bột bọ đỏ, chiết xuất nấm đông trùng hạ thảo, tinh chất gừng, chiết xuất cá ngựa, chiết xuất củ maca, nhân sâm Peru, L-arginine, vitamin C, arginol, vitamin B1, B2, B6. Vitamin công dụng của viên HK2 Pocordyceps là gì? Đông trùng HK2 Pocordyceps tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch, giảm các triệu chứng mệt mỏi, nhiều tác dụng tăng cường năng lực thực bào của các tế bào miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, là vị thuốc tuyệt vời chống lão hóa và hạn chế bệnh tật tuổi già, cải thiện sắc đẹp ở mọi lứa tuổi, da rẻ hồng hào, tóc đen khỏe, cải thiện chức năng não, tăng cường trí nhớ, tăng cường tác dụng an thần, trấn tĩnh thần kinh, nhờ đó hỗ trợ giảm các bệnh liên quan đến hoạt động trí óc cường độ cao, tăng cường sức khỏe sinh lý, hỗ trợ cải thiện tình trạng hiếm muộn, khó có con, cải thiện chức năng tình dục ở cả hai giới, giúp nâng cao năng lực chống ung thư của cơ thể, làm hạ huyết áp ở người cao huyết áp, giúp giảm cholesterol trong máu và chống xơ vữa động mạch, giúp giữ ổn định nhịp đập của tim, hỗ trợ chống thiếu máu. Đông trùng hạ thảo được khuyên cáo không dùng trong những trường hợp sau: trẻ em, đặc biệt trẻ dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai và đang cho con bú, hoặc phụ nữ đang trong thời kỳ có kinh nguyệt. Đối với dạng viên không sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Không dùng đông trùng hạ thảo có dạng đông trùng là nhộng tằm đối với những trường hợp bị dị ứng nhộng tằm. Những người có cơ địa dị ứng các loại nấm cũng không nên sử dụng đông trùng hạ thảo. Bệnh nhân bị rối loạn đông máu, do hoạt chất cordyceps trong nấm đông trùng có thể làm tăng nguy cơ chảy máu, dẫn đến tình trạng không thể cầm máu được. Vì vậy, những bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật cũng không nên sử dụng để dự phòng trường hợp xuất huyết có thể xảy ra. Bệnh nhân mắc bệnh tự miễn như lupus ban đỏ, đa xơ cứng, viêm khớp dạng thấp, thì dược tính của đông trùng hạ thảo sẽ hỗ trợ cho hệ miễn dịch hoạt động mạnh hơn. Đối với những người mắc các bệnh về gan, không nên dùng rượu ngâm từ đông trùng hạ thảo để tránh gây hại cho gan. Hướng dẫn sử dụng đông trùng HK2 Pocordyceps: uống 6 viên mỗi ngày theo hướng dẫn. Tham khảo thành phần và tránh sử dụng nếu bạn bị dị ứng thực phẩm. Tránh dùng quá liều và tuân theo số lượng khuyên cáo. Trong một số trường hợp hiếm gặp, tùy theo cơ địa và thể trạng của bạn có thể phản ứng không tốt, trong trường hợp đó hãy ngừng sử dụng ngay lập tức. Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, hãy vui lòng hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Tránh xa tầm tay trẻ em. Đông trùng hạ thảo HK2 giá bán bao nhiêu? Thuốc đông trùng hạ thảo HK2 Pocordyceps là một sản phẩm chăm sóc sức khỏe rất được tin dùng tại thị trường Nhật Bản. Tại Việt Nam, viên uống này cũng đang dần được ưa chuộng nhờ những công dụng tuyệt vời. Giá tốt 24 giờ là địa điểm uy tín hàng đầu chuyên phân phối các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm của Nhật Bản. Viên uống đông trùng hạ thảo HK2 Pocordyceps là loại thực phẩm khi sử dụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, vì vậy quý khách hàng khi mua nên cẩn trọng và lựa chọn những địa chỉ uy tín nhất.
cách phân biệt viên uống đông trùng hạ thảo HK2 của Nhật Bản. Để giúp khách hàng tránh mua phải hàng giả hàng nhái, Zatop 24 giờ lưu ý một số điểm phân biệt hàng thật khi mua sản phẩm như sau. Trên bao bì hộp có in logo thương hiệu đặc trưng của HK2. Hình ảnh, màu sắc trên hộp được in ấn rõ nét, không có chữ mờ. Sản phẩm thật có chứa đầy đủ mã vạch nằm phía bên hông bên phải của hộp. Sản phẩm thật có in đầy đủ thông tin hạn sử dụng và số lô cùng những thông tin về sản phẩm như thành phần, quy cách, tên công ty và địa chỉ tại Nhật Bản. Bằng tiếng Nhật bên hông phía bên trái của hộp. Tại sao nên chọn viên uống HK2 Pure Cordyceps để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình bạn? Dưới đây là 4 lý do tại sao bạn nên chọn viên uống đông trùng hạ thảo HK2 Nhật Bản cho cha mẹ và người thân. Đây là một sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận GMP tại Nhật Bản nên bạn có thể yên tâm về chất lượng. Chứa đầy đủ những thành phần dược liệu quý giá và cực kỳ quý hiếm với hàm lượng đầy đủ được in trên bao bì. Tất cả các thành phần đều được lựa chọn kỹ lưỡng và đã được cấp bằng sáng chế PSB1 pha trộn một cách cẩn thận và đạt chuẩn chất lượng tại Nhật. Mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe cho những người hay gặp các vấn đề về như thường xuyên mệt mỏi, hệ miễn dịch kém, các chức năng gan, thận bị suy giảm, thể trạng kém. Sau tác dụng của sản phẩm nhanh hay chậm tùy thuộc tình trạng cơ địa của từng người.